Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu sản phẩm, đó là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Bộ ghế ghế tần này gồm có 6 món: một ghế dài, một bàn, hai ghế đơn, một đôn và một bàn trà. Thông số của bộ bàn ghế này như sau: ghế dài là chúng tôi làm 2m55, sâu 67, cao 1m25. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc ghế dài đây. Giờ chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Bộ bàn ghế tần này là đơn đặt hàng của anh Tùng, anh ở Kiến An, Hải Phòng. Chúng tôi sẽ bàn giao vào ngày 20 âm lịch sắp tới đây. Thì chúng tôi quay lại gần cho quý vị xem này. Toàn bộ phần ván này tôi làm ván 2 phân, khuôn 4 phân, được chọn vân. 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Chiều cao của chiếc ghế giả là cao 1m25. Phần cột cũng được chúng tôi chọn vân đây. Cột này là chúng tôi làm cột chắp. Còn quý vị nào muốn làm bộ cột liền thì là giá thành nó sẽ cao hơn. Ba phần vách là chúng tôi để trơn để khoe vân. Và quý vị nào muốn đục tứ quý thì chúng tôi lại đục tứ quý. Còn mặt bàn là chúng tôi đục trống đồng. Chiếc bàn này có kích thước là 75 x 1m50. Mặt bàn là được chúng tôi đục trống đồng Đông Sơn đây. Chiếc bàn trà. Bàn trà là có kích thước 70-40. Chiếc ghế đơn là có kích thước là chiều rộng là 1m1, chiều sâu 67 và chiều cao 1m25. Bộ này là bộ gồm hai ghế đơn, một bàn trà, một đôn và một ghế dài. Quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Người khách hàng ở Hải Phòng đây đặt chúng tôi cũng rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi mới xong mộc. Thì trước khi chúng tôi đi vào hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc cho khách hàng ở xa không về được để xem qua YouTube hoặc Google hoặc website. Quý khách có thể truy cập vào website noithatlaxuyen.com. Tôi xin nhắc lại là chiều rộng của chiếc ghế là 1m1, chiều sâu 67, chiều cao 1m25. Bộ bàn ghế này là gọi là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. 100% chúng tôi làm ở chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Phần quay bàn đây chúng tôi cũng đục đây. Đây, một lần nữa quý vị chiêm ngưỡng lại chiếc ghế dài đây. Chiếc ghế dài là có chiều dài là 2m55, sâu 67 và cao 1m25. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị trong video sắp tới. Trong đợt Tết này chúng tôi ra rất nhiều mẫu mã nên quý vị hãy đăng ký kênh sớm để chúng tôi cập nhật liên tục video mới nhất cho quý vị, cũng như về thông số, chủng loại gỗ. Quý vị nào có thắc mắc thì hãy để lại comment phía dưới video thì chúng tôi sẽ trả lời hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.